Nam Mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đức Hộ Pháp thuyết đạo về lễ nhạc. Đền Thánh, đêm mùng 1 tháng 8 năm Đinh Hợi 1947. Ý nghĩa lễ nhạc. Hôm nay bần đạo giảng về ý nghĩa lễ nhạc. Từ thử, ai cũng cho âm thanh sắc tướng là tà mị, mà căn bản của đạo Nho là lễ nhạc, mà chính đạo Tam Kỳ là Nho Tông chuyển thế, thì phải truy tầm nguyên lý của nó mà xác nhận cho đúng nghĩa là thế nào. Đòi phen chúng ta không hiểu được cho nguyên thâm, khi dâng lễ cho Chí Tôn, lúc nhạc tấu quân thiên, hết lớp trống qua đến bãi bài, thì lâu quá có khi phải chồn chân rồi nản chí. Chính bần đạo cũng vậy, vì nghĩ rằng Chí Tôn tư vị quốc dân Việt Nam, nên Tiền Định Chi Chi cũng làm gương mẫu cho toàn đại đồng thế giới, mà có lễ nhạc này luôn luôn khi dâng lễ thì ý nghĩa ấy rất cao trọng lắm là phải. Bởi cớ nên khi mới khai đạo, bần đạo đến tại thánh thất Thủ Đức của ông Thơ tạo lập, bần đạo không tin nên hỏi Đức Lý Giáo Tông. Ngài dạy rằng trên Ngọc Hư Cung có hai câu liễn: phía hữu bác hồn vận chuyển ca Quỳnh Lão, phía tả vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Bần đạo cũng không hiểu là gì, lần lần bần đạo hỏi nữa, bần đạo lại được dạy mà hiểu rằng kể từ phô thai càng khôn vạn vật này, Chí Tôn là khối sanh quang biến thành hai khối sanh khí, hai khối ấy trụ lại thành một khối lớn tương hiệp nhau mới nổ sanh tiếng âm, người ta gọi là nổ ầm, hay nghe tiếng ni. Đạo Phật sửa lại thành úm mani bát rị hồng. Nhờ tiếng nổ ấy, bát hồn mới vận chuyển biến thành vạn vật và loài người. Tiếng ấy bay ra nghe đến đâu thì khí sanh quang đến đó, tức là có sự sống đến. Bằng chẳng nghe được thì nơi ấy tiêu diệt, nghĩa là chết mất mà thôi. Bởi cớ nên dùng những vật bát âm, nó đã chết đi rồi, như cái trống chẳng hạn, là tấm da trâu đã chết, mà với sự khôn ngoan của loài người, nó mới có tiếng kêu được, tức là làm cho nó sống lại được. Nghĩa là bát hồn ấy vận chuyển sống lại mà lãnh lễ Đức Chí Tôn. Vì cớ nên khi nghe nhạc tấu quân thiên là có âm thanh sắc tướng, song hiểu sát lý. Khi dâng lễ Chí Tôn quy pháp định, thấy và nghe cả bát hồn vận chuyển dâng cái sống cho Ngài. Nên chi từ đây khi nhạc tấu quân thiên, chúng ta xem quý hơn dâng tam bửu. Dầu phải lỡ đi nửa chừng trong đền thờ, nghe đến đó phải dừng lại, cấm không được đi lộn xộn, thì lễ ấy giảm điều kính trọng dâng cho Chí Tôn mà không nên. Khi ấy là vận chuyển bát hồn đảnh lễ Đức Chí Tôn. Vì cớ lễ nhạc hiểu rõ lại thì Chí Tôn không phải là tư vị nước Việt Nam, mà chính nghĩa là làm cho sống lại bát hồn, và Ngài vẫn vui nhận lễ ấy. Ấy vậy mới có thể làm chủ
và làm gương cho toàn nhân loại được, thì danh ấy không phải là quá đáng. Xin khuyên toàn đạo từ nơi đây nên để trọn tâm mà kính trọng khi nhạc tấu quân thiên. Nói về năm cây nhang, từ thử bần đạo để cho các nho gia tự do giảng nghĩa sao thì giảng, còn bần đạo hiểu rõ là ngũ khí. Chí Tôn dùng ngũ khí mà biến thành ngũ hành, vận chuyển cả càn khôn thế giới, tức là kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi chất đều có mỗi sắc, mỗi sắc đều có mỗi khí. Mùi vị và sanh quan của nó chúng ta không thể hưởng được, nghe được. Nên chi khi làm lễ đốt đủ năm cây hương là đúng theo phép tín ngưỡng, là quy pháp lại mọi vật trong ngũ khí dâng lễ cho Chí Tôn. Chỉ có người vui hưởng quy pháp ấy mà thôi. Cắt nghĩa rõ rệt ra là ngũ khí đó vậy. Đúng hơn nữa là trong bát hồn vận chuyển được phải nhờ đến ngũ khí cùng một ý nghĩa với vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Đạo cao đài là nền đạo quy pháp, cả cái sống của bác hồn mà dâng lễ, trả cái sống khi mới phôi thai càng khôn do nơi hai khối sanh khí mà tạo thành. Ngày nay lại dâng lễ trọng cho Chí Tôn, tức là quy pháp cho khối sanh khí ấy, tức là Chí Tôn vui và duy nhất là thấy sự sống trả lại cho Ngài. Toàn đạo nên trọn tâm xét hiểu nhiệm màu đạo lý ấy mà lần lần đạt cho được chân pháp của Chí Tôn. Báo ân từ thời Ngọ ngày 15 tháng 4 năm Mậu Tý, 23 tháng 5 1948. Ý nghĩa về nhạc tấu quân thiên. Có điều mầu nhiệm nên nay bần đạo giảng về lễ nhạc để tránh sự thất lễ khi vô hành lễ, vì không hiểu nghĩa lý, không biết thủ lễ theo phép cho y khuôn khổ khi nhạc tấu quân thiên. Bên Á Đông trong nền đạo cao đài có trống có chuông, còn bên Âu Châu có chuông mà không có trống là tại sao? Tại sao Á Đông dùng trống còn Châu Âu dùng chuông? Trống là âm thanh của đạo. Thuở chưa có càn khôn vũ trụ, đạo giáo có dạy hai lần nguyên khí đụng lại nổ ra khối lửa. Khối lửa ấy là ngôi thái cực. Chủ ngôi thái cực là Đức Chí Tôn. Khi nào trời sét nổ, chúng ta nghe sao? An Nam mình kêu ầm, còn theo đạo pháp kêu ùm. Vì cớ phép Phật sửa lại là ấm mani bát trị hồng. Câu ấy đọc có nghĩa là nắm cả quyền năng vũ trụ quản sức trong tay. Tiếng nổ ta nghe nó ra sao? Khi nổ rồi còn nghe tiếng bay xa. Nguyên căn của tiếng nổ là tiếng trống, còn vọng ngân là tiếng chuông. Ấy vậy, nguyên căn của đạo giáo do bên Á Đông này có tiếng trống ngân bay qua Âu Châu, nên các đạo giáo Âu Châu đều là hưởng ứng theo Phật giáo mà Phật giáo xuất hiện nơi Á Đông. Vì vậy mà các nền tôn giáo phụ thuộc không đúng theo nguyên tắc căn bản. Còn tại sao khi vô làm lễ lúc nhạc tấu quân thiên, tức là lễ hiến dâng sự sống cho Đức Chí Tôn là thầy của cả càn khôn vạn vật,
Bần đạo thường nhắc nhở tất cả phải đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh. Nhạc là hưởng ứng của cả khối sanh quan, của càn khôn vạn vật đồng thinh. Nơi Á Đông có câu: biểu thổ cách mộc, thạch kim giữ tư, trước nãy bát âm. Các vật vô năng mà nói đặng, có trật tự, niêm luật, hòa nhau là đạt đạo. Hiệp lại với tiếng kinh mình đọc là âm thinh. Nghĩa là con người cùng vạn vật đồng thinh hiến lễ. Nơi Ngọc Hư Cung có đôi liễn, bát hồn vận chuyển ca Quỳnh Lão, vạn vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Khi nhạc trỗi cả thải phải im lặng, hiến cả âm thinh sự bí mật ấy, gọi là phi tướng lễ. Chủ ý là trình tấu với Đức Chí Tôn rằng: các con biết được mầu nhiệm nguyên căn của cha lành, muốn cho các con nối nghiệp theo một khuôn phép trường tồn. Lễ đó trọng hệ như dân tam bủ vậy. Bần đạo dặn một lần nữa, khi nào sướng nhạc tấu quân thiên thì phải đứng bình tĩnh, người nào có vô không kịp thì đứng ngoài mà thôi. Đức Hộ Pháp thuyết đạo tại bộ nhạc lễ 8:40 ngày 16 tháng 9 năm Canh Dần 1950. Trọng trách của các nhạc sĩ trong lúc hòa đờn hành lễ. Lễ nhạc là hai điều trọng hệ của Đức Chí Tôn. Khi Ngài đến vẫn chú ý đến hai điều ấy. Chúng ta cũng vẫn biết nền đạo cao đài là Nho Tông chuyển thế, thì tất nhiên toàn cả xã hội nhân quần nơi mặt địa cầu này nhờ đạo Nho sửa đoan chỉnh đốn thiên hạ lại. Chúng ta thấy xã hội tinh túy đạo đức của họ dường như đảo ngược lại, khủng hoảng tinh thần mà ra vậy. Nho đạo đã lập xã hội ở Á Đông từ Tam Hoàng qua tới nhà Châu, rồi ngài Châu Công chỉnh đến Tân Dân. Lễ nhạc sản xuất do nơi Quỳnh Đế với Châu Công. Ấy vậy mình phải biết nhạc. Khi nào cầm cây đờn 5-10 cây hòa lại nó một giọng, thì tất nhiên chữ hòa do nơi nhạc sanh ra vậy. Lễ nhạc do nơi âm thinh, bởi thế nên chúng ta thấy vạn quốc giờ phút này dầu văn minh thế nào mà hiểu đặng nền tăng tiến của Trung Hoa thì đều khen ngợi. Từ thử đến giờ trên mặt địa cầu này có nước nào là do Đức Khổng Phu Tử chỉnh đốn hoàn bị, nên lễ nhạc có phương thế làm môi giới, làm khí cụ cho toàn vạn quốc đương buổi này. Lấy tư cách lễ độ làm ngoại giao, tưởng chắc không nghịch nhau. Chúng ta thấy tấn tuồng của vạn quốc họ đều thất lễ ấy mà thế giới khởi chiến tranh. Mấy em nhạc tự biết mình chẳng phải làm nghề sơ lược của những người đờn thổi ngoài đời như họ vậy, thành ra hèn hạ. Còn nếu muốn biết tính cách quan trọng của nó thì dở lịch sử ra xem mới biết. Dầu nước văn minh nào ở mặt địa cầu này cũng không thể cải bỏ nhạc được. Mấy em phải biết cái tinh túy mà người ta có thể đo lường, nhạc cao thấp mà hiểu được. Vì cớ cho nên mỗi nước có bản quốc thiều. Qua nói cùng mấy em rõ, giờ phút này mấy em cầm cây đờn giữ giá trị riêng để tự trọng lấy mình.
Hoa nói rõ, hồi lúc Hoa học đờn tài tử, Hoa đờn không cần ai khen, không sợ ai chê. Hễ cầm cây đờn lên, giọng đều đều, như nói chuyện về tinh thần với cây đờn của mình. Nhất là cao thượng phẩm sanh tiền mũi nọ, lấy cây đờn mà làm bản thiết, hết thảy ngôn ngữ thường tình đều khinh rẻ. Qua nghe từ ngôn ngữ của nhạc, qua biết nó là bạn chi âm chi kỷ, cao thâm hoạt bát của nó, nên lấy trí luận thì từ trước kia Bá Nha là bạn tri âm của Tử Kỳ, biết tri kỷ đặng để làm gương. Hễ cầm cây đờn thì phiêu phi ở giữa lưng trời, nhiều khi tiếng đờn hợp với tinh thần, thấy dường như tưởng tượng ra khỏi xác thân để giúp tinh thần cường liệt vô đối. Cái năng lực của cây đờn là ấy vậy. Kẻ ngoài bàn luận phê bình tánh cách hòa nhã mà thôi. Mình biết tinh tí của mình trọng hay khinh là do nơi mình. Nếu mình biết trọng thì họ trọng, nếu mình khinh thì họ khinh. Mấy em tưởng tượng nghe đờn của mấy em, giờ phút này mấy em có thể nghĩ nó có giới hạn và có thể làm bạn với ta. Từ thượng cổ, từ bậc yếu trọng, họ nói là bạn với nó vậy. Chí hướng tự trọng của nó từ trước kia, những bậc tiền nhân của chúng ta là bạn thế nào, thì ngày nay chúng ta cũng làm bạn như thế ấy. Mấy đứa thi đậu kỳ này, con đường thánh thể của Đức Chí Tôn đã mở rộng cho mấy em khoan thai bước tới. Qua để hy vọng tương lai, kẻ nào cầm vận mạng của nó phải biết giá trị và tánh chất hòa hợp với tiếng đờn yểu điệu, hiền từ, lịch lãm, khí khái của mấy em đã đào tạo. Ngày kia nó có giá trị và ảnh hưởng cho cả quốc hồn là cây đờn của mấy em. Nó sẽ là tương lai vận mạng của nước nhà. Nhớ từ đây sắp về sau, phải biết tự trọng lấy mình. Mà biết tự trọng lấy mình thì sao thiên hạ mới trọng mình vậy? Ngày 18 tháng 7 năm Quý Tỵ 1953, lời giáo huấn chức sắc bộ nhạc. Thưa cùng chư vị cầm quyền các cơ quan chánh trị đạo, hôm nay bần đạo đến dự lễ này trọng yếu đặng mừng cho cả chức sắc bộ nhạc lãnh sứ mạng chỉnh đốn cả lễ nhạc y theo chân truyền của đạo. Các em mấy đứa nhỏ, thầy lấy làm vui mừng thấy cả tâm đạo của mấy em biết chọn một con đường lập thân danh khéo léo. Qua thường nói với mấy em rằng, nếu một nền tôn giáo mà không có lễ, không có nhạc, thì cả cái mỹ pháp của nó, dầu thể pháp, bí pháp cũng vậy, chẳng hề khi nào đặng tốt đẹp, hoàn mỹ. Qua có giảng cho mấy em biết vì cớ nào nhạc là lễ. Mấy em biết khuôn khổ của nhạc do tinh thần xuất hiện. Qua chỉ rõ một bằng chứng, dầu cho cả thải mấy em trong nhạc sĩ cho tới chức lớn của bộ nhạc là tiếp lễ nhạc quân, mấy em cầm một cây đờn mà đờn thì không có đứa nào giống đứa nào hết. Bởi cả tinh thần ra trong ngón đờn của mấy em, đó là cá nhân của mấy em đó vậy. Ấy vậy, nhạc nó sản xuất trong tinh thần. Mà tinh thần là gì? Tinh thần mới thiệt là đạo. Tại sao nhạc là lễ?
Lễ ngoài đời mấy em ngó thấy một bằng cớ hiển nhiên là khi mấy em đờn hòa cùng nhau. Tuy ngón đờn của mấy em mỗi đứa đều khác hay dở, đặc biệt mỗi đứa đều không giống nhau, nhưng mà cái nhịp trường canh mấy em phải theo nó mà thôi. Nếu không tùng nó thì mấy em chẳng hề khi nào hòa nhạc cùng kẻ khác được. Ấy vậy, trong khuôn khổ hòa với nhau, ấy là lễ. Vì cớ cho nên qua giảng tiếp cho mấy em hiểu, lễ nhạc do âm thanh đó vậy. Ngộ nghĩnh thai, giờ phút này qua cho mấy em biết, chỉ có dân tộc Việt Nam về văn hóa Nho Tông của chúng ta mới có đặng một cái nhạc, là điều do nơi âm thanh và điều qua đương nói với mấy em. Cái kinh dinh của các sắc dân trên mặt địa cầu này, cả các quốc dân xã hội đều nhận điều đó. Nước Trung Hoa hay các sắc dân chịu ảnh hưởng cái văn minh tối cổ của Nho Tông, chúng ta mới có nhạc. Âm thanh ấy là lễ. Bằng cớ hiển nhiên, chính qua đọc một tờ nghị luận tại nơi Liên Hiệp Quốc, họ luận rằng nếu cả thải các dân tộc nơi mặt địa cầu này mà đặng gìn giữ cho còn lễ cũng như nước Tàu đã được lễ tối cổ của họ, cả những điều nghịch hẳn cùng nhau, khởi hấn cùng nhau giữa hội nghị của Liên Hiệp Quốc chẳng hề khi nào xảy ra. Nếu có xảy ra là tại họ vô lễ cùng nhau mà chớ. Do nơi vô lễ ấy mà nhân loại chịu thống khổ hai phen đại chiến toàn cầu. Mấy em nghĩ họ vô lễ cùng nhau cho đến nước họ đập bàn ghế ra khỏi hội nghị của quốc tế là tại họ thiếu lễ, mà lễ là nhạc. Qua thấy một bằng cớ rõ ràng, người Pháp đã nói La musique a duos le monde, nhạc làm cho phong hóa luân lý tốt đẹp dịu dàng, mà không phải một mình nước Pháp mà thôi, cả các liệt quốc Âu Châu đều cũng nói. Ấy vậy, giờ phút này qua ký thánh lệnh cho mấy em đi các nơi, cốt yếu đặng mấy em đem cái ngôn ngữ điều hòa, lấy một ống tiêu mà Trương Lương đã làm cho tan vỡ một đạo binh hùng tráng của Hạng Võ, đánh tan nát cơ nghiệp của nhà Sở, thâu đạt cơ nghiệp ấy đem lại cho nhà Hớn, duy có ống tiêu Trương Lương mà thôi. Giờ phút này qua giao cho mấy em một sứ mạng, làm sao cho thiên hạ nghe ống tiêu thiêng liêng của mấy em, đặng sinh thần nòi giống mấy em đứng dậy định tương lai vinh quang cho mình. Với cái giọng ngọt dịu của mấy em làm cho thiên hạ thức tỉnh, diệt tiêu bớt hung hăng bạo ngược, trái lại đem đến một con đường hòa quẩn, cao quý, tốt đẹp, êm dịu, đem lại cái đạo đức tinh thần chiến thắng để cứu vãn sinh mạng loài người. Bởi giờ phút này họ đang đi đến con đường diệt vong mà chớ. Phần lễ nhạc đến đây là hết. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.